Bài 1. Ở một cái bể có hai vòi nước, vòi 1 chảy vào và vòi 2 tháo ra. Nếu bể cạn, vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước, vòi thứ hai sẽ tháo ra cạn bể sau 7 giờ. Hiện tại bể không có nước. Mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu đầy bể. Các con cùng nghe lại nội dung bài 1. Ở một cái bể có hai vòi nước, vòi 1 chảy vào và vòi 2 tháo ra. Nếu bể cạn, vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Như vậy là sau 5 giờ sẽ đầy bể nước thứ nhất. Nếu bể đầy nước, vòi 2 sẽ tháo ra bể cạn sau 7 giờ. Như vậy vòi 2 tháo ra cái bể nước đấy, cạn hết cái bể trong 7 giờ. Hiện tại bể không có nước. Mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu sẽ đầy bể? Bài toán này cho chúng mình biết điều gì? Và bài toán này hỏi các con điều gì? Các con sẽ cùng với cô tìm hiểu qua phần tóm tắt. Mời các con cùng quan sát. Cô có hai vòi nước. Đây là vòi nước số 1, vòi nước này là vòi nước chảy vào bể. Còn vòi 2 là vòi nước tháo ra ở bể. Bây giờ các con cùng quan sát và xem tóm tắt. Đầu tiên, đó là vòi 1 chảy vào. Để bể đầy thì phải mất 5 giờ. Như vậy, vòi 1 chảy vào 5 giờ đầy bể nước, các con cùng quan sát. Đây cô mở nước thì vòi một chảy đầy bể này, phải mất thời gian là 5 giờ. Thế còn vòi 2 thì sao?